Xin chào các bạn đến với kênh YouTube Vô Dừa Miền Tây. Bữa nay Vô Dừa mình đi leo dừa, quay cảnh sơ lược cho bạn xem. Đây là cái dừa nè. Ở trên đường đi Vô Dừa mình thấy cái dừa này trái quá sai. Vô Dừa mình ghé lại quay cảnh cho bạn xem trước nè. Trên đường đi mà giờ thấy vậy, thấy dừa sai quá, ghé quay chơi cho bạn chị xem. Chia sẻ về cây trái quê hương miền Tây nè. Những con đường miền Tây là như vậy nè. Các bạn chị có thấy video này hay thì cho Vô Dừa mình xin một lượt đăng ký, một like, comment và chia sẻ nha. Các bạn chị có nhu cầu leo dừa cơ cây thì liên hệ với Vô Dừa mình qua số điện thoại 0345275310. Vô Dừa mình có nhận đi leo dừa cơ cây gần xa luôn nha. Các bạn anh chị hãy mà gồng dùng tay ra chia sẻ video, gồng gãi ra cho Vô Dừa mình để cho nhiều người biết đến Vô Dừa mình nhiều hơn nha. Giờ Vô Dừa mình đang đi đây, quay cảnh cho bạn xem. Đây nữa đây là những con đường ở miền Tây mình nè. Đây sông nước miền Tây nè. Đây là con gạch nè. Mà sông cái vô rồi để cho bà con mình lấy nước tưới cây nha. Nè, ở quê hương miền Tây mình đó, giờ bà con mình là trồng sầu riêng để làm kinh tế nha các bạn. Sầu riêng là bạc ngàn hết trơn nè. Quá trời sầu riêng luôn nha các anh chị. Đây có nắng nè. Giờ này là gần 1 giờ rồi mà quá trời nắng luôn các anh chị. Nắng gắt quá gắt. Sầu riêng không. Đây là cái chôm chôm nữa nè. Quá trời trái luôn nè. Giờ mình quay chôm chôm đi trên đường thấy cây trái là quay hết. Cho các bạn chị xem. Chôm chôm quá trời luôn nha các bạn chị. Giờ ra vậy nè là Tết nè, là có chôm chôm chín đó các bạn. Đây, cái chôm chôm nè các bạn chị. Đây là sông nước miền Tây mình luôn nè. Đường miền Tây mình giờ trồng kiến như này nè bạn, cho đẹp nè ha. Giờ giờ mình đã tới vườn để bé dừa nha các bạn chị. Đó, loại vườn đây. Giờ giờ mình chuẩn bị xử lý cây dừa này nha các bạn. Có mấy buồng dừa già già cắt hết luôn nha các bạn. Giờ mình đi ghe xung quanh. Bên kia cũng là dừa đó nè. Hai cái dừa xong, ba cây luôn đó nè. Hàng ba cây nghiêng cả gạch nè. Giờ mình chuẩn bị leo xử lý cái dừa này nè. Đấy cái hoài. Đây nữa nè, dừa nữa nè. Nắng chi giờ, giờ này đủ quá trời. Quá trời nắng luôn. Chào bạn cho coi. Nên nó thông xe chạy nè. Cái ống này mày có làm gì ta? Xe dùng hết á. Đừng nữ xe ta. Quay YouTube luôn á.
Tốt đi camera. Rồi rồi. Dính dây vậy mà bẻ vừa chặt tàu vậy đó hả? Cây này phải 6 quậy mới được. Cắt hết đi.
buộc. Thôi. Ngọn hết rồi. Còn 20 năm rồi, còn gì nữa. Bây giờ đây còn 20 năm rồi, còn gì quanh cảnh trời đâu. Đi gõ đi. Mọi người đó. Thôi video quay khá dài rồi, cho vừa mình xin kết video tại đây. Chào lại.